Tại khu vực Đê Quai, đoạn qua xã Thành Công, huyện Khoái Châu, cứ vào các buổi chiều tối thì thường có rất nhiều thanh thiếu niên đến để tụ tập, chụp ảnh, thả diều và trò chuyện trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ghi nhận vào chiều ngày 25 tháng 7, tại Đê Quai, đoạn đi qua xã Thành Công, huyện Khoái Châu, có khá đông các bạn trẻ tụ tập về đây. Hầu hết mọi người đều không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách 2 mét. Nhiều nhóm thanh niên còn ngồi tụ tập đánh bài, thả diều, chụp ảnh và cười nói vô tư. Trước tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng cần tập trung rà soát cũng như tuyên truyền nhắc nhở địa điểm trên để phòng ngừa dịch bệnh, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.